Đây là cái sản phẩm đầu tay của Thanh. Thì Thanh không biết nói như thế nào, bởi vì nó giống như là đứa con tinh thần đầu tiên của mình mà mình đẻ ra, mình mang nặng đẻ đau. Mà mình đẻ lần này nó đau thiệt quý vị ơi. Bởi vì em tâm huyết, cái ý tưởng này em ấp ủ 2 năm rồi. Có nghĩa là sau khi học xong 3 năm diễn viên là em đã có cái ý tưởng này. Và cho đến thời điểm hiện tại thì em mới có đủ điều kiện, thời gian, khả năng cũng như là có được những sự giúp đỡ của tất cả mọi người, thì em mới hoàn thành được cái sản phẩm như ngày hôm nay. Năm thứ nhất tôi sẽ mở ra một tiệm kem, và sau đó năm thứ hai là 6 tiệm kem. Qua năm thứ ba chúng ta sẽ có 9 tiệm kem. Các bạn ở trên lầu nghe rõ không ạ? À? Là 9 tiệm kem. Cho bao nhiêu con cây kem? Nấu từ sáng giờ mua con cây. Thanh đã gửi mail xin phép anh Lý Minh Thắng là đạo diễn của bộ phim Sài Gòn Anh Yêu Em, là cho Thanh lấy cái tên giống giống như vậy, nhưng mà Thanh mít lại theo kiểu của Hồng Thanh là Sài Gòn Anh Yêu Kem, mà thật ra là lấy cái tên Sài Gòn Anh Yêu Kem thôi, chứ hả ở trong đó nó không có giống gì hết á. Tại vì em mê cái chữ Sài Gòn rồi, giờ em không biết để chữ Sài Gòn sau chữ Sài Gòn là gì, thì em thả vô chữ Anh Yêu Kem thì trong đó nó nói lên tất cả rồi, lại trong đó em bán cà rem dạo đó quý vị. Anh thằng dễ không có đây. Ôi xạo quá, bán em 10 cái kem đi. Vậy mà cũng nhận ra nữa, hay thật á. Ở trong sản phẩm lần này thì Thanh may mắn mời được anh Trấn Thành và chị Việt Hương. Anh Trấn Thành thì mọi người cũng đã biết là my idol của tôi. Tôi thần tượng anh lắm. Cho nên bắt buộc những sản phẩm nào có tôi phải bằng mọi giá, tôi phải thuyết phục ảnh, phải lộn mèo vô cái sản phẩm một giây nhỏ đi xẹt qua màn hình cũng được. Còn lần này ảnh thương, ảnh cho cả ngày trời quay luôn. Bởi vậy đó là sự may mắn của Thanh. Ngước lên trên trời cao, hãy nhìn xem, Hương thì đầy nhất em. Chính xác Nam Phương rộng ra, chẳng còn ai là gì dòng kem Hương thì. Ba tập mà Thanh làm không có nổi. Chị Hương, chị Thương, chị thấy ý tưởng tốt, mọi thứ chỉnh chu, mà thấy được cái sự nỗ lực của Thanh, chị quyết định, chị đồng sản xuất với Thanh để cho Thanh có một cái điểm tựa nó vững chắc hơn, để Thanh có thể thoải mái thăng hoa trong cái sản phẩm được này. Tại sao cổ phiếu tuột 30%? Nếu mà tôi đầu tư khác thì tôi sẽ thắng. Còn đầu tư cái này thì lụm bạc cắt với các bạn, bỏ một số tiền rất lớn và đi lấy lại từng ngàn đồng bạc thì tôi nghĩ khó lời. Bây giờ Việt Hương nghĩ là Việt Hương cho các bạn cơ hội. Cậu thích cây kiển không? Dạ em thích lắm, em thích lắm, thích tỉa cây lắm chị. Tôi ghét cây kiển. Em ghét cây cảnh chị. Chỉ có một cái thuyết phục Việt Hương là anh chàng này có cái cách hài hước khác với các bạn khác. Đối với Hương này nó hơi mới, khó sẽ đi vào lòng người. Và nếu như đã đi vào được rồi thì sẽ rất đậm. Bây giờ con chỉ cái con muốn chị. Cho con nha. Mẹ mua liền nha, chưa mua liền. Ngày mai may cho 20 cái, mỗi cái một màu. Chứ gì nè, con muốn mua thời gian của mẹ. Anh Xin và chị Việt Hương đồng ý tham gia là bởi vì ý tưởng của Thanh tốt và Thanh có sự chỉnh chu, cũng như tất cả các anh chị em nghệ sĩ ở trong dự án Sài Gòn Yêu Kem này cũng vậy, cũng thấy điều đó. Cho nên là Thanh không nghĩ rằng là một sản phẩm mà có tên tuổi lớn thì sẽ được mọi người đón nhận, quan trọng là cái ý tưởng của nó. Alo, xíu kem anh thật dễ xin nghe. Cái gì? Xíu kem hả? Dạ. Giờ chị lên Facebook, chị vô fanpage, chị inbox cho em. Chứ em không làm việc qua điện thoại. Dạ, cảm ơn chị. Thanh không bao giờ có cái chuyện mà đầu tư cho có, mà đã đầu tư là phải đầu tư tới bến. Bởi vì cái tính của Thanh rất là cầu toàn. Mọi người cũng đã biết tính Thanh rất là cầu toàn. Không làm thì thôi, làm là phải chất lượng. Đó, vì thế mà Thanh dồn hết tâm huyết của mình vào cái dự án này. Vì đây là sản phẩm đầu tay nữa, cho nên là Thanh nghĩ là mình không có gì phải e dè. Cứ chơi, cứ đi thì sẽ đến thôi. Nếu như mà quý vị thương Thanh, ủng hộ Thanh trong cái dự án Sài Gòn Yêu Kem phần 1 này, thì nó sẽ là động lực cho Thanh làm tiếp version 2, hoặc sẽ đưa ý tưởng này lên màn ảnh rộng. Thanh hy vọng là mình có thể làm được điều đó.